Việt Nam ghi nhận 15.727 ca nhiễm, 126 ca tử vong trong 24 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh đạt miễn dịch cộng đồng hay chưa? Thanh Hóa ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước tới nay. Hải Phòng không phó mặc công tác phòng chống dịch COVID cho lực lượng y tế. Toàn thế giới vượt 364 triệu ca mắc, 5.647.920 ca tử vong do COVID-19. Các cách tự nhiên làm giảm huyết áp hiệu quả. Bảo Trung rất vui khi được gặp quý vị trong bản tin COVID sáng ngày 28 tháng 1 qua các nền tảng YouTube, Snapchat và Facebook của DKN TV. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Kính thưa quý vị, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 15.727 ca nhiễm, trong đó có 15.672 ca trong nước ghi nhận tại 63 tỉnh thành, nâng tổng số ca từ đầu dịch tới nay lên hơn 2,2 triệu ca và 126 ca tử vong. Số ca tử vong ghi nhận tại các địa phương như sau: Hà Nội 31, Thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long 11, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang đều 6, Hậu Giang 5, Hải Phòng 4 ca trong 2 ngày, Bắc Ninh, Bình Thuận, Tiền Giang, Kiên Giang đều 4 ca, Khánh Hòa, Bình Dương, Cần Thơ, Cà Mau đều 3 ca, Hải Dương, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Bình Phước, Tây Ninh, Bạc Liêu đều 2 ca, Quảng Ninh, Bình Định, Nam Định, Ninh Bình, Đắk Lắk, Bến Tre mỗi nơi 1 ca. Số ca nhiễm ghi nhận tại các địa phương cụ thể như sau: Hà Nội 2.907 ca, Đà Nẵng 873 ca, Bắc Ninh 794, Thanh Hóa 727, Hải Phòng 719, Quảng Nam 527, Nam Định 469 ca, Vĩnh Phúc 462, Bình Định 437, Hải Dương 417, Hòa Bình 414, Đắk Lắk 378, Quảng Ngãi 374, Hưng Yên 372, Phú Thọ 347, Nghệ An 316, Bình Phước 293 và Quảng Ninh 275 ca, Bắc Giang 272, Lâm Đồng 235, Thừa Thiên Huế 220, Thái Bình 207 ca, Gia Lai 183 ca, Sơn La 170, Thành phố Hồ Chí Minh 168, Lạng Sơn 167, Cà Mau 165, Hà Giang 144, Hà Nam 139, Tây Ninh 135, Phú Yên 129, Quảng Bình 123, Ninh Bình 115, Khánh Hòa 113, Vĩnh Long 112, Thái Nguyên 111, Bến Tre 105, Tuyên Quang 100, Lào Cai 100 ca, Quảng Trị 96, Đắk Nông 95, Bình Dương 92, Lai Châu 90, Trà Vinh 82, Điện Biên 81, Cao Bằng 80, Bình Thuận 66, Bạc Liêu 64, Yên Bái 63, Kon Tum 62, Bà Rịa Vũng Tàu 57, Đồng Nai 55, Đồng Tháp 50, Hậu Giang 49, Hà Tĩnh 48, Long An 41, An Giang 40, Bắc Cạn 34, Kiên Giang 32, Ninh Thuận 26, Cần Thơ 26, Sóc Trăng 22, Tiền Giang 7 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 2.173.912 ca nhiễm, trong đó có 1.945.611 ca khỏi bệnh, 197.843 ca đang điều trị và 37.294 ca tử vong. Thưa quý vị, chiều 27 tháng 1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thể đạt miễn dịch cộng đồng bởi một nhóm đối tượng là trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng COVID. Theo bà Mai, về lý thuyết, miễn dịch cộng đồng chỉ đạt được khi tất cả người dân thành phố đã được tiêm vaccine phòng COVID. Tuy nhiên hiện nay, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID cho trẻ dưới 12 tuổi, nên nhóm trẻ ở độ tuổi này vẫn chưa được tiêm vaccine. Do đó, về lý thuyết, thành phố chưa thể đạt được điều kiện miễn dịch cộng đồng. Đại diện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, người dân đang ở tại thành phố, bất kể là thường trú hay tạm trú, nếu có nhu cầu tiêm vaccine, có thể đến bất kỳ điểm tiêm nào trên địa bàn để được tiêm chủng mà không cần đăng ký danh sách trước. Thành phố sẽ nỗ lực bao phủ vaccine phòng COVID trong cộng đồng đến hết tháng 2, 2022.
theo chỉ đạo của Thủ tướng. Thưa quý vị, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong ngày 27 tháng 1, toàn tỉnh đã ghi nhận 727 bệnh nhân mắc COVID-19 mới. Đây là số ca mắc cao nhất từ trước đến nay trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó có 237 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng, 223 bệnh nhân ghi nhận qua sàng lọc tại cơ sở y tế và 267 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định. Cụ thể, tại thành phố Thanh Hóa ghi nhận tổng cộng 115 ca mắc, thị xã Nghi Sơn 96 ca, huyện Hoàng Hóa 78 ca, huyện Thạch Thành 60 ca, huyện Hậu Lộc 46 ca. Thanh Hóa sẽ triển khai điều trị người mắc COVID không triệu chứng tại nhà, nơi cư trú trên phạm vi toàn tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ vào tình hình dịch COVID trên địa bàn, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID huyện, thị xã, thành phố thống nhất, quyết định phạm vi địa bàn, thời gian thực hiện. Tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 18.817 bệnh nhân COVID, trong đó có 13.152 người điều trị khỏi được ra viện, 22 bệnh nhân tử vong. Hải Phòng không phó mặc công tác phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng y tế. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương sở ngành liên quan về công tác phòng chống dịch COVID trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần chiều 27 tháng 1. Nhận định của ngành y tế Hải Phòng, dịch COVID tại thành phố đang diễn biến phức tạp, số ca mắc cộng đồng tiếp tục có xu hướng gia tăng do các hoạt động xã hội trở lại bình thường. Dịch bệnh từ cộng đồng xâm nhập vào các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, V-Ship, Tràng Duệ, An Dương là những đơn vị có số lượng người lao động lớn cư trú ở nhiều địa bàn trong thành phố cũng như các tỉnh lân cận, mật độ tập trung đông. Tiếp theo là phần tin COVID-19 trên thế giới. Thưa quý vị, theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 22 giờ ngày 27 tháng 1 giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng 364.093.289 ca COVID-19, trong đó có 5.647.920 ca tử vong. Tại Đông Nam Á, Thái Lan hy vọng có thể công bố COVID là bệnh đặc hữu vào cuối năm 2022 dựa trên các tiêu chí riêng, ngay cả khi chưa có xác nhận của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thư ký Thường trực Bộ Y tế Thái Lan Kia Tipphum Wongrachit đã thông báo về kế hoạch này sau cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm ngày 27 tháng 1. Theo tiến sĩ Kia Tipphum, Ủy ban trên đã lên kế hoạch tuyên bố COVID là bệnh đặc hữu trước cuối năm nay dựa trên các tiêu chí có thể chấp nhận được về mặt học thuật, bao gồm không quá 10.000 ca mắc mới mỗi ngày, tỷ lệ tử vong không vượt quá 0,1% và hơn 80% số người có nguy cơ mắc bệnh đã được tiêm hai liều vaccine. Thái Lan ghi nhận thêm 8.078 ca mắc mới và 22 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc lên 2.407.022 ca, trong đó có 22.098 ca tử vong. Thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc đã hạn chế đi lại ở nhiều khu vực nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bối cảnh chưa đầy 10 ngày nữa sẽ khai mạc Olympic mùa đông tại thành phố này. Dự kiến vào ngày 4 tháng 2, chính quyền thành phố Bắc Kinh không áp đặt phong tỏa bất kỳ quận nào, song một số quận hiện tự áp đặt hạn chế đi lại tại một số khu vực. Trung Quốc ghi nhận 25 ca nhiễm mới có triệu chứng trong cộng đồng và không có thêm ca tử vong nào, nâng tổng số ca mắc lên là 105.811 ca, trong đó có 4.636 ca tử vong. Chính quyền Hồng Kông quyết định rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh từ 21 ngày xuống còn 14 ngày, từ ngày 5 tháng 2 tới. Người dân Hồng Kông trở về từ 160 quốc gia hiện đang bắt buộc phải cách ly 21 ngày tại các khách sạn được chỉ định và phải tự trả mọi chi phí. Kính thưa quý vị, chính quyền thủ đô Delhi của Ấn Độ đã quyết định chấm dứt lệnh giới nghiêm cuối tuần và các biện pháp phòng dịch tại các khu chợ ở vùng thủ đô. Tuy nhiên, lệnh cấm giới nghiêm vào ban đêm vẫn có hiệu lực. Nhà hàng, quán bar, rượu, rạp chiếu phim sẽ được phép đón khách tương đương 50% khả năng phục vụ. Các trường học vẫn tiếp tục đóng cửa. Giới chức y tế đánh giá tình hình COVID-19 tại Delhi đã nằm trong tầm kiểm soát và hy vọng số ca nhiễm mới sẽ sớm xuống dưới ngưỡng 5.000 ca. Tại châu Âu, vùng England của Anh đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vốn được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan biến thể Omicron. Theo đó, người dân sẽ không phải đeo khẩu trang tại những không gian kín và không cần xuất trình hộ chiếu vaccine. Hơn 37 triệu người ở vùng này đã được tiêm các mũi vaccine tăng cường. Số ca mắc bệnh cũng đã giảm mạnh trong 2 tuần qua. Và mặc dù vẫn ở mức cao, nhưng đã duy trì theo chiều hướng ổn định những ngày gần đây. Italy
sẽ nới lỏng các hạn chế phòng dịch đối với các hành khách đến từ tất cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU bắt đầu vào tháng 2 tới. Theo đó, không bắt buộc cách ly đối với những hành khách có thẻ xanh, gồm chứng nhận tiêm vaccine, đã khỏi bệnh trong thời gian gần đây hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính. Trong những tháng gần đây, Italy đã nỗ lực kiểm soát dịch thông qua việc áp dụng thẻ xanh từ nơi công sở cho đến các nhà hàng quán ăn. Vào tháng 12, số ca nhiễm biến thể Omicron gia tăng, Italy đã yêu cầu tất cả mọi người xét nghiệm sàng lọc và cách ly 5 ngày đối với những trường hợp chưa tiêm phòng. Giới chức y tế Bỉ điều chỉnh các biện pháp phòng dịch trong trường học. Theo đó, các lớp học sẽ không đóng cửa kể cả khi có các ca mắc COVID. Chỉ những học sinh xét nghiệm dương tính hoặc có các triệu chứng mới phải cách ly ở nhà. Biện pháp này cũng áp dụng cho nhà trẻ. Các lớp học hiện đang đóng cửa được mở lại sau khi thời gian cách ly hiện tại kết thúc. Đây là sự thay đổi trong chiến lược của Bỉ nhằm ngăn chặn đại dịch và vẫn đảm bảo học sinh được đến trường học trực tiếp. Giới chức Bỉ nhận định quy định mới sẽ dẫn đến có nhiều trường hợp dương tính hơn vì có nhiều người mang virus nhưng không có triệu chứng, nhưng sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ trở lại cuộc sống bình thường. Tại châu Mỹ, trên 1,1 triệu trẻ em Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh trong tuần từ ngày 13 đến 20 tháng 1 vừa qua. Con số này cao hơn 17% so với mức 981.000 ca ghi nhận một tuần trước đó và gấp đôi con số ghi nhận 2 tuần trước đó. Như vậy, số ca mắc mới COVID-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên ở Mỹ đang tăng ở mức cao nhất từ trước đến nay. Kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát, Mỹ đã ghi nhận 10,6 triệu trường hợp trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Trong đó, chỉ riêng 2 tuần vừa qua, có hơn 2 triệu ca. Giới chức y tế nhất trí, điều quan trọng nhất là đảm bảo các quy định phòng dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, cách ly người bệnh, tiêm vaccine ngừa COVID đầy đủ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, giảm tải cho các bệnh viện và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có trẻ em chưa đủ tuổi tiêm phòng. Phần cuối chương trình, mời quý vị nghe bài Các cách tự nhiên làm giảm huyết áp hiệu quả của tác giả Joseph Mercola đăng trên trang ET. Kính thưa quý vị, bệnh tim mạch vẫn đang đứng thứ nhất trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Hoa Kỳ trong nhiều năm. Năm 2020 có tới 690.882 người tử vong vì bệnh tim so với 633.842 người vào năm 2015, tăng 9% trong vòng 6 năm ngắn ngủi. Một trong những yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch là huyết áp cao. Nhưng thật may mắn rằng chúng ta đang có rất nhiều phương pháp tự nhiên giúp làm giảm huyết áp. 24 loại thảo mộc và gia vị giúp giảm huyết áp. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tiểu bang Pennsylvania đã tìm hiểu về ảnh hưởng của việc ăn các loại thảo mộc và gia vị đối với bệnh tim mạch. Theo các nhà nghiên cứu, đây là nghiên cứu có đối chứng đầu tiên đánh giá tác dụng của hỗn hợp các loại thảo mộc và gia vị trong chế độ ăn truyền thống của Hoa Kỳ trong việc chống lại các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim. Nghiên cứu cũng được tiến hành trên 63 người có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các mẫu máu và chỉ số huyết áp để đánh giá tác động của tiêu thụ các loại thảo mộc và gia vị ở mức thấp 0,5 gram, trung bình là 3,2 gram và cao là 6,5 gram. Những người tham gia tiêu thụ lần lượt 3 chế độ ăn trên một cách ngẫu nhiên trong khoảng thời gian 4 tuần, với khoảng cách giữa mỗi chế độ là 2 tuần. Trong thời gian đó, những người tham gia sẽ áp dụng chế độ ăn uống thông thường của người Mỹ. Các loại thảo mộc và gia vị bao gồm húng quế, húng tây, quế và nghệ. Những người tham gia đeo máy đo huyết áp trong 24 giờ khi bắt đầu nghiên cứu và khi kết thúc mỗi giai đoạn điều trị. Kết quả cho thấy những người tiêu thụ chế độ ăn chứa hàm lượng cao thảo mộc và gia vị có huyết áp tâm thu thấp hơn so với những người tiêu thụ chế độ ăn với hàm lượng thảo mộc và gia vị ở mức trung bình hoặc thấp. Thiếu vitamin D có thể liên quan đến huyết áp cao. Có một vài yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến huyết áp của bạn, và vitamin D là một trong số đó. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra sự thiếu hụt và sụt giảm vitamin D có liên quan đến huyết áp ở người lớn, trong khi mức thấp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có nguy cơ làm tăng huyết áp trong suốt những năm thơ ấu và thiếu niên sau này. Vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong một số vấn đề về sức khỏe và có thể là một trong những giải pháp đơn giản nhất cho hàng loạt các vấn đề. Cách tốt nhất để nhận được vitamin D là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, kể từ khi nhiều bác sĩ da liễu và các cơ quan chức năng bắt đầu yêu cầu mọi người tránh ánh nắng mặt trời và sử dụng nhiều kem chống nắng, tình trạng thiếu hụt vitamin D đã trở thành phổ biến. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2018 cho thấy 40% dân số được khảo sát bị thiếu vitamin D và có khả năng còn cao hơn thế. Bằng chứng cho thấy rằng
mức độ vitamin D thấp có liên quan đến huyết áp cao. Theo một tổng quan tài liệu đánh giá 30 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên với 4.714 người đã phát hiện ra rằng vitamin D3 có thể giúp giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Hiệu quả phụ thuộc vào lưu lượng, thời gian sử dụng và quần thể nghiên cứu. Một tổng quan thứ hai trên 17 thử nghiệm với 1.687 người tham gia cho thấy bổ sung vitamin D đã làm giảm huyết áp tâm thu và tâm trương đáng kể ở những người thiếu vitamin D và bị huyết áp cao. Tỷ lệ natri trên kali và bệnh tăng huyết áp. Hoa Kỳ và nhiều nước phát triển khác đã coi muối như một nguyên nhân chính gây ra bệnh cao huyết áp. Lý do là vì khi ăn nhiều muối hơn, cơ thể sẽ giữ được nước nhiều hơn và do đó làm tăng hoạt động của tim. Theo một nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ vào năm 2013, tiêu thụ quá nhiều muối đã góp phần gây ra 2,3 triệu ca tử vong liên quan đến bệnh tim mạch trên toàn thế giới trong năm 2010. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng để giữ cân bằng huyết áp, cần sự kết hợp giữa vai trò của natri và kali. Lượng kali trung bình từ thực phẩm tiêu thụ hàng ngày bằng khoảng một nửa mức 4.700mg được khuyến nghị. Nghiên cứu đã chứng minh rằng mức độ kali thấp này có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp, đặc biệt là khi kết hợp với lượng muối thông thường khá cao trong chế độ ăn phương Tây. Kali có tác dụng làm giãn thành động mạch, ngăn ngừa chuột rút cơ và giảm huyết áp. Giảm huyết áp khi bổ sung kali cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ và tử vong. Bạn nên tiêu thụ lượng kali nhiều hơn natri từ 2 đến 3 lần, tùy thuộc vào việc bạn hiện đang bị bệnh tim hay bệnh tiểu đường. Nhưng hầu hết người Mỹ tiêu thụ nhiều natri hơn kali. Nếu các nhà nghiên cứu chỉ xem xét mức natri chứ không phải tỷ lệ natri kali và quan trọng hơn lượng muối tổng thể thì có thể dường như muối làm tăng huyết áp. Do đó, bằng cách giảm lượng muối ăn vào, bạn sẽ tự động cải thiện tỷ lệ này. Các chiến lược kiểm soát huyết áp khác. Ngoài việc thay đổi chế độ ăn uống, còn có một số phương pháp khác giúp giảm huyết áp bao gồm 1. Tập thể dục nhiều hơn. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị hoạt động và tập thể dục để kiểm soát huyết áp. Các nghiên cứu cũng đã chứng minh hiệu quả của tập thể dục, bao gồm cả tác dụng như một phương pháp phòng ngừa. Tập luyện thường xuyên có thể làm giảm huyết áp, giảm nhịp tim và ngăn ngừa tái cấu trúc cơ tim, cũng như làm giảm nguy cơ suy tim và tử vong. 2. Giảm căng thẳng. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng khuyến nghị kiểm soát căng thẳng để ngăn ngừa huyết áp cao. Căng thẳng sẽ kích thích hệ thần kinh sản xuất hormone gây co mạch. Điều này có thể làm tăng huyết áp trong thời gian ngắn. Căng thẳng mãn tính cũng có thể ảnh hưởng đến những yếu tố chính làm tăng huyết áp bao gồm giấc ngủ, thói quen ăn uống và động lực tập thể dục. Căng thẳng cấp tính cũng liên quan đến hội chứng trái tim tan vỡ, một tình trạng có khả năng đe dọa tính mạng giống như một cơn đau tim. 3. Tập luyện sức mạnh cơ hô hấp. Nghiên cứu đã chứng minh rằng bài tập luyện sức mạnh cơ hô hấp, mức đề kháng cao, IMST, có thể làm giảm số đo huyết áp cũng như tập thể dục nhịp điệu hoặc thiền định. Bài tập này ban đầu được tạo ra cho những bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp nghiêm trọng. Người tập sẽ hít thở qua một thiết bị nhỏ cung cấp lực cản khí, hít vào, gắng sức, từ đó làm tăng sức mạnh các cơ thở. 4. Kết hợp thiền định. Các phương pháp hỗ trợ tâm và thân giúp kích hoạt phản ứng thư giãn của cơ thể, chẳng hạn như thiền định, đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm huyết áp bằng cách tác động có lợi đến một số gen và con đường sinh học đã được xác định gần đây. Khi xảy ra các phản ứng thư giãn sẽ dẫn đến các thay đổi sinh hóa, bao gồm giảm tiêu thụ oxy, huyết áp, tim và nhịp hô hấp. 5. Thực hiện chế độ nhịn ăn gián đoạn. Đây là một hình thức ăn uống có giới hạn thời gian, trong đó bạn thường nhịn ăn từ 16 đến 18 giờ và có khoảng 6 đến 8 giờ để ăn. Bằng chứng cho thấy, phương pháp này mang lại một số lợi ích đối với hệ tim mạch, bao gồm cả việc giảm huyết áp. Một nghiên cứu gần đây từ Đại học Y khoa Baylor cho rằng nhịn ăn có thể giúp bình thường hóa huyết áp bằng các tác động đến hệ vi sinh vật đường ruột. 6. Xông hơi. Đôi khi một số phương pháp đơn giản nhất lại có hiệu quả to lớn. Toát mồ hôi trong phòng tắm hơi có thể giúp thải độc tố ra ngoài, cải thiện lưu thông máu và cải thiện chức năng của ti thể. Trong một video bài giảng, tiến sĩ Rhonda Patrick xem xét cách mà phương pháp xông hơi có thể được sử dụng như một bài tập thể dục để kéo dài tuổi thọ. Cô ấy lưu ý rằng chỉ một buổi xông hơi cũng có thể làm giảm huyết áp, cải thiện nhịp tim và co giãn động mạch. Việc xông hơi khô có thể mang lại những thay đổi sinh lý có lợi đối với sức khỏe tim mạch tương tự như những gì tập luyện thể dục. 7. Kiểm tra hàm lượng magie của bạn. Thiếu magie
có thể góp phần gây ra một số vấn đề sức khỏe đáng kể vì magie liên quan đến hàng trăm phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Một đánh giá khoa học cho rằng hàm lượng magie thấp có thể là yếu tố dự báo của bệnh tim. Một đánh giá khác cho rằng thiếu hụt magie không triệu chứng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 sáng 28 tháng 1 của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.